Dạ, xin chào anh chị mến yêu cô chú mến thương. Dạ, hôm nay là một buổi sáng thứ hai đầu tuần, buổi chiều chứ, ở đại đô thị sinh thái 5 sao Phaeta Eco City. Chiều thứ hai, giờ này là khoảng 3 giờ. Hôm nay thì cũng định đi vòng vòng tả cảnh rồi cho anh chị với cô chú ở nhà mình coi chơi, nhưng mà trời mưa quá anh chị nên không có quay. Bữa nay thì cũng lâu rồi, cũng gần cả tuần rồi. Để bữa nay em đi vòng vòng quay cho anh chị với cô chú coi cảnh quan của đại đô thị chiều thứ hai. Cảnh chờ mưa anh chị. Với hôm nay thì ở dự án mình xây thêm 3 ngôi nhà nữa gần đoạn shop house. Còn ở trong đây thì chưa thấy anh chị mến yêu cô chú mến thương nào về xây nhà thêm nữa. Những con đường gần với con đường trà Lũ Chung. Dạ, ở đây mình có view mới nè anh chị. View này là view công viên vườn mít. Thảm thì ở đây mình những cây cỏ dại mọc lên rất là nhiều nên không thấy trái mít. Nhưng đây được mấy anh dọn dẹp vệ sinh lại, những cái trái mít rất là nhiều và quằn xuống dưới đất luôn á anh chị. Công viên 14 mét cho hai dải nền ngang 4 mét rưỡi và cho 24. Đi qua tuyến đường này thơm lắm anh chị, mấy trái mít chín đó. Ở đây mình có cây trầm nè. Rồi mấy bữa trước thì ở đây mình có cái cây sa la thay lá, thì sau khi thay lá xong thì ở đây mình có một cái tông màu lá rất là đẹp, thành phố sinh thái cây xanh. Không biết từ đoạn này anh chị với cô chú có nhìn thấy ở bên dưới những cái trái mít không? Cứ đi vô tuyến đường này mít ở dưới da nhiều lắm anh chị. Đó, đây cũng có thêm một ngôi nhà nữa, mới đây đã lên tới tầng tum luôn. Căn này ở đây cũng muốn hoàn thiện luôn rồi, cũng lên tới tầng tum luôn. Tốc độ xây dựng của tuyến đường D chính rất là nhanh. Đây là những ngôi nhà đang bắt đầu và hoàn thiện, rất là nhộn nhịp. Hiện tại thì tuyến đường D chính với tuyến đường D13 Xuân Ninh rất là đông, rất là nhiều thợ đang bắt đầu triển khai xây. Và hôm nay thì trời rất là mát, thích hợp cho là cái công việc ngoài trời, không có nắng mà cũng không có mưa, rồi có gió, nhưng mà chắc chiều nay trời mưa anh chị. Cũng lại là thêm một cái tuyến đường có cái view công viên ở chính giữa, nhưng mà cho những dải nền rất là bự, 5 mét rưỡi, 24 mét lận. Đó, đây thì có ngôi nhà trên tuyến đường trà Lũ Chung mỏng, ngang 7 và 21 ba mặt tiền của cô Nga. Và bữa nay thì cô bắt đầu dọn về ở luôn, có rất là nhiều hàng cây xanh. Đẹp lắm anh chị, một shop house. Để em lạng nữa, những hàng cây này là hàng cây giá trị
cây giá tỵ. Đây cũng là những con đường với những thảm cỏ xanh. Giờ này thì em đang thấy anh Tư hàng xóm đang lái xe đạp chạy một mình trên con đường đại lộ Hiên Trường D3 lên đến 16 mét qua những hàng cây húc nốt, cây bàng đài loan, rồi cây sao, băng qua cao nguyên của hai chú voi. Dạ, ở đây là mình có khu nhà gỗ. Để coi coi chút xíu em có rảnh em ghép cái đoạn nhà gỗ về đêm cho anh chị với cô chú mình coi, đèn đuốc rất là lung linh về đêm buổi tối ở đây. Để chắc xíu để kiếm cái gì ghép vô, anh ghép ghép vô một khúc nhỏ nhỏ thôi. Thảm cỏ xanh ở đây mình chịu ăn đất rồi chứ, nhìn xanh mướt luôn, rất là đẹp. Qua đây là em thấy cao nguyên của hai chú voi. Tự nhiên ở đây mắc cỏ luôn anh chị. Cao nguyên của hai chú voi. Cỏ bên nhà gỗ nhìn đẹp quá. Ở đằng xa xa thì em thấy đây cũng thêm một mùa lúa nữa. Ở bên kia sông thì bắt đầu có những cô chú đang bắt đầu đi 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 dòi đi này là đi đi cấy đi cấy đi cấy là thảm cỏ xanh, thảm lúa xanh. Lúa chín đầy bộ và là bắt đầu đi rải lúa tiếp, đi đi xạ. Trong này em thấy mấy hàng cây này thay lá đẹp quá anh chị ơi. Dạ, em đang ở bên nhánh sông đẹp nhất của dự án Phai Ta. Nè, vô cho anh chị với cô chú mình ngắm những hàng cây vú sữa với hai tông màu lá. Lá xanh với cái lá là vàng vàng. Dạ, và đây là những nền dinh thự ven sông. Báo gì vậy đó? Những nền dinh thự ven sông. Anh chị với cô chú coi phối cảnh rất là đẹp. Chưa có gì mới hết nên em chưa có tả cho anh chị với cô chú coi. Nó trên trục đường D13 Xuân Ninh nè anh chị. Đã được 7 ngôi nhà. Một căn, hai căn đang xây có diện tích là ngang 4 mét rưỡi và cho 22. Ở đây có ngôi nhà của chú Thím Bảy. Về xây ngôi nhà thứ 7. Ép cọc hồi bữa thứ 7. Tuyến đường này rất là nhộn nhịp và với những ngôi nhà ngang 5 mét rưỡi
cho 22 thì cũng đang đi vô hoàn thiện, rất là đông đúc cùng với shop house. Ở đây thì em thấy chú 27, chú 27 đang ngồi coi mấy anh thợ làm. Con đường D13 Xuân Ninh, em quay dài dài đây cho chị với cô chú thấy, rất là gần với khu thương mại shop house. Còn trong kia thì em thấy căn shop house nữa đang bắt đầu về hoàn thiện, nằm trên mặt tiền đường Đinh Đức Thiện, nó chắc cũng sắp triển khai gì luôn á anh chị. Em đi theo con đường D7 rất là quen thuộc, con đường D7 Xuân Trường đoạn gần shop house, chạy từ từ vô trong đây, băng qua những hàng cây lim xẹt chưa hai bông. Ở đây thì mình cũng có thêm một ngôi nhà nữa. Mấy bữa nay ép cọc rồi anh chị, nhưng mà trời mưa không có giới thiệu cho anh chị với cô chú coi. Năm 2210 mét vuông có lót hiểm phía đằng sau nhà, hướng đông mỏng nhà phố thương mại gần với khu shop house, phòng khám quốc tế, đa khoa Sài Gòn Phai Ta. Ba ngôi nhà đó anh chị đang triển khai ở Phai Ta. Và đây cũng là cái công viên của đường Xuân Ngọc với đường Xuân Đài, trồng rất là nhiều cây xài. Ở đây em đang thấy mấy chị đang ngồi nghỉ mệt, mấy chị đã chỉ em. Em dùng quá em chạy. Dạ, dạ, tới đây thì mình cũng có một ngôi nhà của anh MC cũng đang hoàn thiện với phần thô, một góc xẻ khe. Dạ thôi, em đi lại ngôi nhà của chị Nắng Sài Gòn. Rồi, thì với cô chú mình ngắm cảnh quan xung quanh. Nhà cũng đang xong cái phần tô chát rồi anh chị, vài bữa nữa chắc lên tông màu. Quá đẹp, một căn dinh thự bên bờ hồ cánh sen. Ở đây mình có view mới nè anh chị, em đi view mới tại sắp hết pin nè. Nhà cửa rất là đông. Và ở đây trên con đường này thì em thấy hàng cây dáng xưa nè anh chị, dáng xưa, hàng cây dáng xưa có những chiếc lá nho nhỏ được mọc lên trên tuyến đường này. Ở bên dưới thì em thấy chú Ba Tính đang đi đóng cây. Dạ thôi, hết pin rồi anh chị ơi, ngày bữa nay tả cảnh vô đây thôi. Dạ thôi, em chào anh chị mến yêu, cô chú mến thương. Lâu quá không đi tả cảnh. Dạ thôi, em xin kết thúc đoạn video ngắn của em tại đây.